À. Rồi nó mới xào của nó này. Dẫn ra. Dẫn ra hết luôn. Cái sao của nó ha. Quá trời ha. Cái công này là con công ấn. Công ấn phần cổ và ngực xanh dương ánh, hai bên má màu trắng, phân bổ Pakistan, Ấn Độ và Sri Lanka. Sống ở rừng cây rụng lá, đồng cỏ, gần nương rẫy, ăn quả hạt côn trùng dung đất, trưởng thành năm thứ 2, thứ 3, mùa sinh sản tháng 3 tới tháng 7 ha. À, còn cái con kia, cái con gì à, cái con mà đi đó, đó. Cái con này nè, đầu đỏ này nè, là con chỉ đỏ khoang cổ ha. Chỉ đỏ khoang cổ, đặc điểm là đỉnh đầu có màu lông ngắn, dưới cổ có vòng trắng, thân nâu hung đỏ hay nâu vàng, phân bổ Việt Nam, Trung Quốc. Sống ở độ cao 800 cho đến 1.500 m, nơi có nhiều cây guộc, cỏ chanh, cây bụi nhỏ, rừng thông. Thức ăn là ngũ cốc, hạt, côn trùng. Sinh sản từ tháng 2 tới tháng 7, ấp 23 tới 24 ngày ha. Đó là con chỉ đỏ khoang cổ ha. Ôi, cái đuôi bi đích, cái con công nó dẫn ra kìa. Đẹp ha. Rồi, mình qua đây. Ồ, bên đây có con công đẹp nữa nè. Công ấn. Ờ, bên đây có con công đẹp nữa nè. Trời ơi, nó bự quá chừng bự luôn ha. Xòe ra hết luôn á. Về đẹp không nội? Bắt xích đu luôn em. Quá trời. Đúng rồi, lâu lâu nó mới xè. Cái chân bình thường không bị thương tật. Mẹ đi tình cờ gặp nó xè chứ. Ở đó có một cái cánh nó bị không, đây là con không, nó bị rớt rồi. Con công là con công xòe to mẹ. Ghê ha. Con đây là con hồng hoàng này chắc là lớn nhất rồi. À, nhiều tuổi đời nhất. Con cái màu này nó điểm lên cho coi giống như cái màu lông nó luôn. Chụp được coi. Đó làm xe mà hình như có con trắng á. Ờ. Đúng không? Ở phía sau chị của nó. Dạ xong. Thành rồi. Con đủ xe, con mới đi cái nửa xe luôn. Xe rất là đẹp ha. Thà hình cánh quạt, y như cánh quạt luôn. Này coi như công hay công trưởng thành rồi đó. Mới ra điều như vậy ha. Ở còn ở trên kia có con. Con chắc cũng công nữa ha. Công nữa đó, hai con ha. Hai con. Còn công quá chừng. Bà cũng còn kêu rồi. À. Con này đẹp quá. Còn cái con này. Cái con này kêu là con hồng hoàng hồi nãy nè. Trời ơi, công nó vũ đuôi đó. Đúng rồi. Nữ hoàng các loài chim. Quá đẹp và lộng lẫy. Rồi. Mình kết thúc video này, mình qua video mới ha.